phản đối chúng ta ở bên nhau. Anh phải chịu áp lực để kết giao của em. Sau đó quỳ anh, quỳ mẹ anh cũng là quỳ, để cho chúng ta có thể đạt được quyền thừa kế của tập đoàn Hà Thị. Bất đắc dĩ anh mới đến hôn với Tống Hạ Linh. Người anh thích vẫn luôn là em. Anh không muốn mất đi em. Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, anh cũng tình nguyện vĩnh viễn làm hậu thuẫn của em, bảo vệ em. Dễ nhất đừng khóc. Sau này có anh ở đây, anh sẽ không khiến em phải khóc nữa. Tôi khóc chẳng qua là vì cảm thấy không đáng quá khứ của mình. Hoài Thâm, đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy. Dễ dễ về sau tôi và anh, ngay cả thằng khích cũng không phải. Những kỹ xảo đó của anh giữ lại cho người khác đi. Tiếp tục khâm tình của anh diễn xong chưa? Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Anh họ Hoài Thâm, mùi vị của món mì em nấu như thế nào? Ừ, cũng được. Lại thế rồi, anh vẫn còn hề ăn. Cũng chỉ biết nghịch di động thôi. Đang xem cái gì thế cho em xem với? Không có gì đâu, mau ăn đi, bảo bối của nhà chúng ta nấu mì thật ngon. Anh cho rằng điều khiến tôi tổn thương chính là quyền anh chia tay với tôi sao? Không, là tại thời điểm anh và tôi kết giao, cùng lúc đó vẫn còn ám muội những người khác. Đang kết nối bảo bối của nhà chúng ta đang làm gì đấy? Anh á, đương nhiên là đang nhớ em nha. Cùng một câu nói, anh có thể chia sẻ với vài người nữa. Yêu cũng thế. Alo mẹ à, là con. Yên tâm đi, gần đây dễ nhất là quả quyết Lam tiên sinh rất thân thiết. Cậu ta rất dễ dỗ, chỉ cần con nói vài câu mềm móng, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý giúp con hợp tác với quyết Lam tiên sinh từ đầu đến cuối. Anh chính là tên cha nam chỉ để ý đến một mình. Vậy nhất anh đừng tiếp tục viện cớ giải thích nữa. Chia tay chính là chia tay, cũng đừng tiếp tục gặp nhau nữa. Thật là một trò hay mới ra lò. Bổn thiếu gia tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tên Thương Minh Trạch kia quả nhiên không có ở đây. Có điều chuẩn tốt rồi chứ? Chuẩn bị tốt rồi chứ, Quân khiêu gia? Hành động. Buồn quá đi mất. Dù sao cũng là lần đầu tiên mình thích một người như vậy. Anh họ, đây là tình huống gì? Kiếp sợ quá mức nên đã chụp ảnh theo bản năng. Chúc mừng xuất diện Quýt Lam tiên sinh. Sao anh lại đến rồi? Bộn khi gia tới đón ăn nhân của mạng xuất viện nha. Tôi không thích nợ người khác. Nói đi, cậu muốn tôi kéo thằng cha này đi rồi dìm xuống sông, hay là băm hành từng mảnh? Các anh làm cái gì thế? Không, không cần đâu. Đừng khách sáo với tôi. Đây là ở Trung Quốc, giết người phạm pháp. Đừng có làm sân làm bậy. Ồn chết đi được. Khiến anh ta ngậm miệng lại, thuộc hạ đã rõ. Anh họ của kia, anh nhớ kỹ cho tôi. Từ ngày hôm nay, làm vậy nhất cậu ấy chính là anh em tốt của bổn thiếu gia. Anh còn dám quấy rầy cậu ấy một lần nữa, bổn thiếu gia sẽ cho người đánh anh đến khi hoa nở đầy đất. Nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ, nhớ rõ rồi. Sao tôi lại không nghe rồi nhỉ? Nói tôi lên một chút đi. Quyết làm thiếu gia, đủ rồi, chỉ đến đây là được rồi. Làm thánh mẫu cậu đi à? Thả anh ta ra đi. Người cũ đạt tiêu chuẩn nên giống như người giết ý. Thật sự chưa từng thấy cậu ngốc như vậy bao giờ. Có cơ hội dạy dỗ người cũ cũng không biết lợi dụng. Vậy vậy anh biết mà, em vẫn còn đang để ý đến anh. Mau báo cảnh sát bắt đám kẻ điên này lại. Quà của tôi.
À, nói đúng, anh ta nên giống như người chết vậy. Người như thế thoải mái hơn nhiều rồi. Quá, thật sự vô cùng thay thảm. Xin lỗi, tôi chỉ muốn tự mình dạy dỗ anh ta. Cảm ơn anh, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đừng khách khí. Còn tốt, cậu không có đối xử với Quýt Lam nho nhỏ của tôi như vậy. Vô cùng cảm ơn. Hà không nhìn ra được, thằng nhóc kia như cậu lại có thể nha. Tôi phải lau nước mắt mà nhìn cậu rồi. Nếu không đánh lại, quay phải biến cậu ta thành bạn bè. Mình thật sự là một thiên tài. Tôi cũng không giống như một tên khốn kiếp thương bên chạch kia. Sức viện cũng không tới đón cậu. Đi đi đi, bổn khiếu gia đưa cậu đi ăn uống, hạ cửa để thư giãn một chút. Ấy từ từ, tôi muốn đi nhìn thử Lâm đại tử trước. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ý xuất viện rồi. Đúng vậy, một tuần trước bèn xuất viện, rõ ràng vết thương vẫn còn chưa hề tốt. Ôi ôi, vị y tá này thật sự đúng là đủ cay. Tôi còn phải đi tuần tra phòng bệnh đây. Cũng không hàn huyên với các cậu nữa, tự đi nha. Một tuần trước, nói cách khác, lần đó sau khi Hương tiên sinh nói chuyện với anh ta xong, anh ta bèn xuất viện, rốt cuộc là đi làm chuyện gì đây? Đau chết đi mất thôi. Y tá, cứu tôi với. Cuối cùng cũng tuần tra xong toàn bộ phòng bệnh. Quế tình yêu thương của chị gái y tá, cứu trợ sẽ đến ngay đây. Lại là cậu Arigukat, đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường trợ lý đặc biệt. Diệp Hiếu, bọn họ thật sự là những người ưu tú nhất trong đám sinh viên tốt nghiệp. Ưu tú nhất. Vừa không đánh thắng nổi vệ sĩ của tôi, cũng không thể giải quyết nhu cầu của tôi. Cuối cùng, ngay cả lò nguyệt nho như thoát khỏi dây chối cũng không làm được. Hiệu trưởng của tôi với, đây muốn thoát khỏi loại dây chối này, chính xác là rất khó khăn. Có thể là do bọn họ vẫn phải tìm người khác học tập một chút, vẫn còn phải học. Tôi muốn loại trợ lý phới hoặc như này làm gì? Kém cỏi chính là kém cỏi, không cần phải quyền cớ. Tại sao thằng cha đó lại có thể làm được trợ lý đặc biệt của tôi? Tuyệt đối không thể. Tại sao thằng cha đó lại có thể làm được trợ lý đặc biệt của tôi? Tuyệt đối không thể kém cỏi hơn anh ta. Ý đó là... À, đó là các học sinh mới vừa vào học năm nay. Ai hỏi cái này? Tôi đang nói anh ta kìa. Anh ta sao lại ở đây? Quỷ lắm à. Cậu ta là một trong những sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất của chúng tôi bên này. Chỉ là rằng đây bị thương nên sau đó đã bị trả về. Vì Khương Minh Trạch tiên sinh muốn lựa chọn trợ lý đặc biệt một lần nữa. Chỉ là con cúm rơi xuống nước mà quẻ mặt vẫn còn đắc ý. Tên thối ha, không biết xấu hổ. Hiệu trưởng Tiểu Ngụy à, đúng lúc cậu cũng khá hiểu biết tình huống của học sinh Diệp Thiếu. Cậu ấy không chọn được người thích hợp trong đám sinh viên tốt nghiệp, không bằng để cậu đưa cậu ấy đi nhìn thử, xem những người khác tất cả đều giao cho cậu đấy. Nhiều năm như vậy, mỗi lần Diệp Thiếu không tiễn được người đều phải dần vào bộ xương già là mình đây. Chuồn thôi. Vậy thì mời Diệp Hiếu đi theo tôi. Thường Minh Trạch không cần anh. Như ngài chứng kiến, có phải không chỉ là bị rắn cắn bị thương có nghiêm trọng như vậy sao? Còn không phải chống rậy, thật khó nhìn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu Hương gia không cần anh thì anh tới tìm tôi. Nếu tâm tình tôi tốt, sẽ có thể thưởng cho anh một miếng cơm để ăn. Vậy sao? Nhưng tôi lại muốn một loại cơm cứa cơ. Ngụy Lâm đột nhiên tiến sát như vậy,
Anh có bệnh à? Tôi báo cảnh anh. Cảnh cáo anh, quê sĩ của tôi ở cách đây không xa, kêu một tiếng là có thể lại đây. Diệp thiếu gia, cho dù tôi đang bị thương, nhưng chỉ cần chế phục ngài, quê sĩ của ngài cũng không dám làm gì tôi đâu. Chút bằng không, tôi cũng không dám bảo đảm là mình sẽ không làm ra hành động gì hắc lễ với ngài đâu. Đột nhiên lại làm hành động ám muội như vậy với mình. Được lợi mà không chiếm là đồ ngốc. Ông đây cũng không thèm. Anh Hạo đứng lại cho em. Anh đứng lại. Hai người đó là ai vậy? Phá hại bầu không khí. Tiểu ngữ sao em lại đến đây? Nhan Nguyên bên ngoài chướng đáng lẽ không thể qua mới đứng. Sao em lại không được vào? Anh lại trốn tránh em. Đàm đó anh từ không từ bà biệt đột nhiên chia tay với em. Em còn tưởng anh gặp phải chuyện gì. Kết quả bây giờ anh sống tốt, còn là một trợ lý bé nhỏ ở trở thành giáo sư ôn. Đây không phải chỗ để nói chuyện đi theo anh. Anh làm gì hả? Có việc gì mà không thể nói công khai? Không dám nói ở đây. Wow, hung dữ thật. Tên đàn ông kia hình như trước đây là trợ lý cùng một thương gia. Yên lặng một chút, đừng để hai người đó phát hiện chúng ta ở đây. Mong Diệp thiếu gia ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Từ khi nào cậu có sở thích nghe trộm vậy hả? Thật biến thái, có điều tôi thích. Nghe trộm có gì thú vị, không bằng trộm thứ gì khác. Vậy sao? Không dám. Xem ra cậu rất thích chơi như này. Không phải anh cũng rất thích sao? Đúng thật là có cảm giác. Có điều làm sao? Giả chiến không vui sao? Hay là bổn thiếu gia không đủ lẳng lơ? Hôm nay đúng lúc không rảnh, hẹn hôm khác đi. Hẹn lần sau hẹn cái đầu anh. Ai thèm hẹn với anh? Chó chết chó thối, vô liên sĩ. Đừng có nể mặt còn không thèm. Đợi thời gian cậu nghỉ ngơi này. Có chuyện nhờ cần cậu nhờ cần. Để không khiến người khác nghi ngờ, tôi cần giải trừ phân phận trợ lý của cậu với bên ngoài. Để cậu mượn lý do dưỡng thương quay về học viện trợ lý điều tra cậu ta, Ôn Hạo. Trước đây là trợ lý của anh họ tôi, Hương Minh Định. Tôi phải đối phó với tên anh họ đó. Đột phá duy nhất chính là vụ án vợ của anh ta tử vong năm đó. Mà luôn trùng hợp, ngày thứ hai vợ của Hương Minh Đình qua đời, trợ lý của hắn Ôn Hạo lấy cớ thân thể không khỏe rời khỏi Hương Minh Đình. Đồng thời, Ôn Hạo cũng chia tay với Lê Ngữ, người bạn gái vừa mới đính hôn của mình. Nói như vậy có thể Ôn Hạo biết được chuyện gì đó. Rất có khả năng. Nghe nói vị hôn thê của cậu ta quán luôn đi tìm cậu ta, cậu có thể ra tay từ chỗ này. Nghĩ cách tiết lộ hành tinh của Ôn Hạo cho vợ chưa cưới của cậu ta. Trên người cậu ta, nói không chừng sẽ có rễ ý không thể ngờ tới. Chấp hành nhiệm vụ bắt buộc phải ưu tiên tình cảm cá nhân, đây là một trong những chức trách của trợ lý. Nhà hàng Mèo Alu. Đây là đàn khứ 103. Cậu thở dài trong tối hôm nay rồi. Làm sao? Hương Minh Trạch và Ngụy Lâm, hai người đó không có chuyện không có cậu biết, nên cậu ghen. Ai ghen? Cậu đừng nói lên tin. Xì. Ngốc thật luôn. Tâm tư điều quyết lên hết trên mặt rồi. Để thiếu gia đây giúp cậu. Quyết Lâm tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Đương nhiên là chia sẻ mỹ thực với người khác. Rễ thành công. Bạn có tin nhắn mới. Hương Minh Trạch, nghe nói anh đang tăng ca đó hả? Thảm vậy, ha ha ha. Nhưng mà tôi lại không như vậy á. Có người bồi tôi ăn cơm dưới ánh nến luôn nè. Tên tiểu tử này bé.
đã thích góp đồ của mình. Sẽ không phải. Quyết làm tiên sinh, thương tổng vẫn đang làm việc, sao chúng ta có thể lấy quầy ngày ấy chứ? Trả điện thoại cho tôi đi. Được rồi, ít giả vờ chứ mặt tôi đi. Sao ngài có thể làm quầy? Nhớ thương tổng tức giận, đã để rồi muốn thu lại cũng không được đâu. Mà này, nếu thích thì cứ tỏ tình đi. Tôi thấy Khương Minh Trạch cũng có vẻ thích cậu đấy. Ngài ấy thích tôi, nhưng tôi thấy ngài ấy căn bản là đại cũ cải nam nữ đều ăn nha. Một bên thì qua lại với chị tôi, một bên thì chiêu rẻo tôi. Không phải chứ, Khương Minh Trạch là mà tôi quen, là một tên cuồng làm việc đó. Không phải chứ, Khương Minh Trạch mà tôi quen là một tên cuồng làm việc đó. Để đánh bại hắn, tôi đã sử dụng mỹ nhân kế rất nhiều lần. Nam nữ đều có cả, xinh đẹp thế nào tôi cũng sắp xếp vào đó. Nhưng hắn ta không hề để ý à. Thậm chí còn bỏ thuốc vào rượu của hắn lúc ở quán bar, đưa người lên tận giường hắn, mà hắn ta một ngón tay cũng không thèm động. Bình tĩnh nào, bổn khiếu gia là đang kháng sáng cho cậu, hiểu không? Mau xin lỗi tôi đi, xin lỗi. Tóm lại tôi cá với cậu, chỉ cần trong vòng 10 ngày nữa mà Khương Minh Trạch, 10 giây nữa mà Khương Minh Trạch không tới đây, chứng tỏ hắn ta thích cậu. Lẽ nào mình hiểu nhầm Thương tiên sinh rồi? Nếu ngày ấy thích mình thật, thì chị làm sao đây? Biểu tình đó là sao hả? Thôi kệ đi, đừng nhắc tới nữa. Ăn thôi. Nè, cắt hết cho cậu rồi. Một bữa này bằng cả năm lương của cậu đó nha. Còn không ăn nhân lúc nóng. Vậy tôi không ăn đâu, lãng phí quá. Bổn khiếu gia Hiếu mấy đồng liền hả sao? Bổn khiếu gia thiếu mấy đồng tiền lẻ để mời khách sao? Cậu còn không mau nhảy qua chỗ tôi làm việc đi. Đãi ngộ cấp cao đầy đủ cả luôn. Ha, xem ra gia tộc mấy người thiếu thốn quá nhỉ. Cậu muốn đào người từ chỗ tôi. Hiểu cái đầu người ấy. Mồm miệng sạch sẽ chút hộ cái. Vậy dứt, ăn no chưa? No đâu rồi. Sao giống cảm giác bị bắt gian quá vậy? Đến nhanh thật đấy, xong. Sợ tôi ăn mất tiểu thư ký của anh à? Đừng nói như thế. Khí sắc của chủ tịch nặng lắm rồi kìa. Đứng lên, tôi đưa cậu về. Chủ tịch hình như rất tức giận. Lẽ nào giống như Quyết Lam tiên sinh nói ngày ấy thích mình? Quyết Lam tiên sinh, tôi phải làm gì đây? Cố lên, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Giờ phải làm sao? Mình có lên chủ động nhạo lên không? Không không, phải tôi tình trước mới đúng. Thương tiên sinh tôi đến rồi, xuống xe thôi. Dạ. Tôi đã đồng ý với chị cậu là phải đưa cậu an toàn về nhà. Mà đúng là tên đại ngốc mà. Cuối cuộc đang ôm mộng hảo huyền gì từ ngày ấy đây? Hiện ra là như vậy à? Gì cơ? Không có gì. Vậy tôi đi trước đây, mai gặp lại ngài. À đúng rồi, xử lý sạch sẽ đám người quanh anh khi anh không được phép động vào thằng bé. Vậy nhất là bị phản bội một lần rồi. Ai mà biết người thứ hai sẽ như nào chứ. Thời gian sẽ chứng minh sự thật lòng ấy. Nhưng tôi không thể đợi nổi nữa rồi. Thú vị, đúng là thú vị mà. Tiểu tử, lần này tôi sẽ không để cậu chạy thoát nữa đâu. Không phải tôi đã nói rằng nếu như không có việc gì thì đừng tới tìm tôi sao? Mẹ của Cố Hoài Thâm, Cố Linh Lung, nếu như bị chồng tôi phát hiện ra, vậy thì thế nào? Chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn mà thôi. Chị dâu tốt của tôi, tội gì phải tức giận đâu. Lâm Chính Phong, bớt làm ra dáng vẻ này với tôi đi. Người anh hai kia của cậu đã chết rồi, Hoài Thâm cũng đã heo họ của tôi. Tôi đã sớm không phải là chị dâu của cậu nữa rồi. Giữa chúng ta
Cũng càng không có việc làm ăn gì mà nói. Thật sự khiến tôi đau lòng nha. Chị đã quên chuyện làm ăn lớn năm đó của chúng ta rồi sao? Im miệng, không phải đã nói là sẽ không nhắc lại sự kiện kia nữa rồi sao? Tôi đã giúp cậu nắm được tập đoàn Lâm Thị. Cậu còn muốn cái gì nữa? Hờ, chị dâu tốt của tôi à. Chị cũng biết đấy, hai đứa quỷ nhỏ kia lại đang nhảy nhót. Nếu Lâm Thị bị bọn chúng cướp lại, quay khứ chị được chia năm đó cũng sắp trở thành không đáng một đồng rồi đó. Cậu muốn làm cái gì? Đương nhiên là nhỏ cỏ tận gốc rồi. Tập đoàn nghỉ ngơi ở Sơn, ở bệnh xong trở về, số lượng tài liệu phải xử lý cũng quá nhiều đấy. Vậy mình phải làm đến bao giờ mới xong? Tôi đến giúp cậu đây. Cho nè, tiện thể uống ít cà phê để nâng cao tinh thần. Ở đằng đây có mở một tiệm cà phê mới, hương vị còn không tệ, nên tôi đã mua nhiều hơn một chút mời cậu uống đó. Uống ngon lắm. Tiểu Mỹ à, cô thuốc quá đi, siêu cấp cảm ơn. Muốn ăn một phần bánh kem không? Bánh kem bơ hạt hồng của cửa hàng này ăn đặc biệt ngon. Lần sau đến lượt tôi mời cô nha. Được nha. Khuôn mặt này giống hệt Y Thị. Thật sự khiến cho mình không thể nào kháng cự được mà. Bốn bỏ làm người thì chính là Hy Thị đang uống cà phê tự tay mình pha rồi. Ai, chị mới tưởng tượng thôi đã sắp phát điên rồi. Cậu lại nếm thử cái này xem. Còn có cả cái này nữa. Cái này cũng cầm lấy đi. Cho cậu hết đó. Những thứ này thật sự đều cho tôi sao? Đây sao có thể không biết xấu hổ? Cứ việc ăn đi, đừng khách sáo với tôi mà. Ngô Mỹ Nhạc, cô ta là người được tuyển vào khi nào? Sao mình lại không có ấn tượng? Hơn nữa, cuối cùng cô ta còn muốn quấn lấy Duệ Nhất để tán rổ bao lâu nữa nha? Tôi cố ý để lại nhiều công việc như vậy cho Duệ Nhất. Điều là để có thể có cơ hội một mình dạy dỗ cậu ấy. Cũng không phải là để cô tới xùm xe. Còn lại một ít như này, cứ giao cho tôi là được. À, cảm ơn. Không thích hợp quá, không thích hợp. Có phải là Tiểu Mỹ quá nhiệt tình với mình rồi không hay? Chẳng lẽ cô ấy yêu thầm mình? Ai yêu thầm cậu? Tổng tài, thật sự đáng yêu. Tài liệu sửa đổi rất tốt, chơi cũng đã muộn rồi. Chi bằng, tôi đưa cậu về nhà nhé. Không cần đâu, tôi đã hẹn với Tiểu Mỹ rồi. Muốn đi thử nhà ăn mới, mở ở đằng đây một chút. Nếu mà ngon, thì sẽ đem một ít quà cho chị gái. Chào Khương Tổng. Như vậy à, thế tôi đi chú đây. Tạm biệt Khương Tổng. Người phụ nữ này rốt cuộc tiếp cận Duệ Nhất có mục đích gì? Để phòng chẳng may, mình cần phải sắp xếp người đi theo dõi họ. Duệ Nhất, vậy chúng ta thu dọn một chút rồi xuất phát thôi. Nếu chậm trễ, có thể sẽ phải xếp hàng. Làm việc mệt mỏi quả nhiên, phải cần để đồ ăn ngon tới an ủi. Đặc biệt là tôm hùm đắt xào cay quế xiên thịt dê ở đây, gia vị thật sự rất tuyệt vời đấy. Chị gái của tôi chắc chắn sẽ thích. Đúng lúc rối quà cho chị gái cậu nếm thử. Nhớ kỳ đó. Thị y cô ấy thích ăn cái này. Lần sau nhất định mình phải tự tay làm cho cô ấy ăn. Lâm Thị Y, cô đứng lại, có nghe thấy gì không? Đứng lại cho tôi. Tôi có lời muốn nói với cô. Chị à, không được phép làm tổn thương cô ấy. Thị Mỹ, cô không sao chứ? Tổng Nhà Linh, cô muốn làm gì vậy? Tôi rõ ràng mình chỉ muốn kéo Lâm Thị Y lại, căn bản không dùng lực. Duệ, em đi đến cửa hàng tiện lợi phía trước mua cho cô ấy thuốc chống viêm đi. Đào Quá và Quân,
Chỉ là Quách Hương và Gia thôi, không sao hết. Nhưng sao cô lại ở đây cùng quấy dậy nhất vậy? Hai người quen nhau từ lúc nào thế? Bài mà lần trước ở bãi sang không gặp dễ nhất, nếu không giờ khó giải thích rồi. Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Tôi tay tôi đau quá, hay mình tìm quán cà phê nào đó rồi từ từ nói đi. Xin lỗi cho tôi, làm cô bị thương, mục tiêu đã khóa cuộc hẹn của hai người nè. Không đâu, điều tôi cả. Là do tôi sợ Tống Tiểu Thư làm cô bị thương nên mới nhất thời xông đến. Tôi nghĩ Tống Tiểu Thư cũng không phải cố ý đâu. Cái gì mà không phải cố ý? Rõ ràng do cô tự làm rồi đổ tội lên tôi. Người phụ nữ này đáng ghét này. Mình còn chưa từng thân mặt quế thị y như vậy đâu. Cô ta dựa vào cái gì mà được nằm trong lòng thị y chứ? Thị y là của tôi, cách xa nửa gian của tôi ra chút. Cô đứng dậy cho tôi. Tổng nhà Linh, không muốn tin tức cô trên đường chặn người hành hung lên báo thì biết điều mà đứng lại đi. Thị y, mình muốn nhắc nhở cô ấy để ý mấy người cố lung tung này thôi mà. Tại sao lại trở thành như này chứ? Tại sao lần nào cũng khiến cô ấy hiểu là mình? Thụy Y, cô ấy sẽ không giận tôi chứ? Điều tại tôi mà hai người cãi nhau. Tính tình cô ấy chỉ trẻ con chút thôi, hết giận là quên, không ghi thù đâu. Vậy à, Thụy Y, còn hai cô ta nói chuyện Tống Nhã Linh, cô ta xứng à? Tống Nhã Linh luôn đây phiền phức cho tiểu chủ nhân, giờ còn không cho mình tiếp cận Quế Thụy Y, thật đáng ghét mà. Đúng rồi nha, tiểu chủ nhân chỉ bảo mình bảo vệ tốt cho chị em Thụy Y, chứ không có nói không được đối phó Tống Nhã Linh. Thụy Y, bảo tôi hình như dính lên mặt cô rồi. Tôi giúp cô làm nhé. Bọn họ là đang hôn nhau. Mượn gốc mà thôi, ngu ngốc. Thụy Y là thủ quyền mình. Mình tuyệt đối không cho phụ nhân điền đó cướp đi Thị Y, càng không cho bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau. Cửa hàng tiện lệ. Chị về vậy, bọn chị ở tiệm cà phê Mèo Alu để em nhé. Quang em mua xong băng quế thuốc chống viêm rồi sẽ qua đó. Nhà đầu Tống Nhã Linh bảo muốn bồi đội nên cũng đi theo. Chúng ta phải nhân cơ hội này ăn uống một bữa thật no mới được. Quăng, chỉ đừng ăn nhiều quá đấy, không lại đau bụng. Mồm thối vừa thôi, mua luôn cho chị thuốc tiêu hóa đi. À xin lỗi tôi, lần sau nhớ cẩn thận chút đấy. La Vũ Bót, một đi bảo vệ sau khi chạm mặt với một người đàn ông ở cửa hàng tỷ lệ thì tinh thần xuất hiện trạng thái bất thường. Chúng tôi muốn theo dõi người đàn ông đó, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Đối phương rất am hiểu hành quy tinh xảo chính xác. Mục tiêu bảo vệ hiện vẫn đang ở cửa hàng tiện lợi. Dễ nhất xảy ra chuyện rồi. Dễ nhất thiết bị báo nhịp tim vẫn kêu. Em ấy uống rượu sao? Không, không có mùi rượu. Nhưng nếu cứ như này sợ rằng em ấy lại chuyển hóa nhân cách mất. Cứu tôi không muốn bị nhốt lại, cứu tôi. Hắn nhất định đến bắt mình, hắn sẽ nhốt mình lại lần nữa, ép mình nhìn hắn giết người. Nhóc con, chúng ta là một loại người, cùng một loại người, rồi mày sẽ hết những điều này mà thôi. Đúng là một đứa trẻ ngoan, ta sẽ còn quay lại tìm mày. Tần số nhịp tim gần như đạt đến điểm giới hạn luôn rồi. Phải mau chóng khiến Dậy Nhất bình tĩnh trở lại. Người đó có lẽ đang ở đằng đây. Trước tiên phải mau chóng đưa Dậy Nhất rời khỏi đây trước đã. Hồi còn nhỏ tôi đã bị kẻ đó bắt cóc.
Tôi chỉ nhớ rằng hắn đã bắt cóc rất nhiều những đứa trẻ khác chạc tuổi tôi. Sau đó một khoảng thời gian, những đứa trẻ kia đột nhiên biến mất, nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của chúng. Không biết vì sao tôi đã mất đi phần lực lớn ký ức về khoảng thời gian đó, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ khuôn mặt của hắn và cả nụ cười đáng sợ đó nữa. Không sao, không sợ, có tôi ở đây rồi. Là phiền tao xem chồng vui. Là Vũ, tên khốn cản đường này. Hóa ra là hắn. Tao nhớ ra rồi, Khương Minh Trạch, đứa trẻ cuối cùng bị tao bắt cóc. Sau vụ đó tao đã bị điêu tử bắt được. Hại tao bị bắt, gọi lại cho tao ra ngoài đều là người nhà họ thương chúng mày. Ha, cũng thật là duyên hữu đấy. Làm Chánh Phong, chỉ bảo mày làm mày đã làm xong chưa? Ồn ào chết đi được. Nếu như mày quẩn không thể thụ động thủ được, thì tao có thể tìm người khác. Trước đây không hề nhắc đến, bảo tiêu của Thương Minh Trạch lại ở bên cạnh Lâm Dễ Nhất. Muốn tăng tiền chứ gì, tao cho mày gấp đôi trước khi trời sáng bắt buộc phải làm xong việc cho tao. Hầm để xe ngầm. Dễ Nhất hít thở sâu vào, bình tĩnh lại đi. Tôi... đầu của tôi đột chi đau quá, nó sắp nổ tung mất. Hãy để tâm trí của cậu thả lỏng đi, đừng nghĩ gì nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, em ấy sẽ chuyển hóa mắt. Chi bằng cứ đánh ngất Dễ Nhất trước, sau đó sẽ đổi bác sĩ tới cho chị kia em ấy. Cho dù có là con mồi mà tôi nhìn chúng, hết lần này đến lần khác tới cả ơn cho tôi cũng sẽ tức giận đó. Tần số nhịp tim hiển nhiên vẫn còn chưa tới điểm giới hạn cuối cùng, sao cậu ta lại xuất hiện được? Lẽ nào khi nãy Dễ Nhất bị đau đầu chính là vì cậu ta muốn ra ngoài? Nếu tôi đoán không nhầm thì chính anh đã cài thiết bị giám sát lên vì tôi đúng chứ? Là vì anh thích cái tên phế vật Lâm Dễ Nhất. Em ấy không phải là phế vật. Anh rất để ý cậu ta. Vậy thì anh nên lấy lòng tôi cho thật tốt vào đi. Nếu không, tôi có thể khiến cho cậu ta mãi mãi không bao giờ xuất hiện được nữa. Quan phòng khoa. Ây vô, vừa đi chùi róc tường nghe lén, vừa thích chơi trò chơi khe dỗi. Có một số người cũng bận rộn thật đấy chứ. Chẳng phải anh đã khỏi rồi hay sao? Còn cứ chống rậy, cái con rậy đó làm cái gì hả? Nếu đã diễn thì đương nhiên phải diễn cho bọn quay vòi. Cậu tới tìm tôi có thể hiểu rằng Diệp Thế Gia đang muốn chủ động cầu xin tôi phục vụ cậu cho tốt không? Ai muốn cùng anh chứ? Tôi tới để bàn chính sự với anh đấy. Tôi không quan tâm vì sao anh và Thương Minh Trạch lại theo dõi Ôn Hạo, nhưng tìm được thêm nhiều manh mối cũng là chuyện tốt. Tôi đã lục soát phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, tìm thấy một số tư liệu về Ôn Hạo. Nhưng nếu như anh cần thì bây giờ tôi có thể rể cho anh. Này, anh làm gì đấy? Đang nói chuyện quan trọng với anh đấy. Nói xong chuyện chính sự chưa? Vậy khi bây giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng tư được rồi chứ? Nói xong chuyện chính sự rồi chứ? Vậy có thể nói chuyện riêng tư một chút rồi đúng không? Diệp Thiếu Gia, tôi... chúng ta không có chuyện tư gì để bàn bạc cả. Vậy sao? Nói lại không nói vậy đâu. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Mẹ đó, còn không phải do anh càng giữa rần hay sao? Tôi chỉ hơi cảm chút nên mới quậy. Nhạy cảm, đây chẳng qua là chuyện lớn không thể bỏ qua được hay sao? Có cần tôi giúp ngài giải quyết không? Tôi nhổ vào, cái gì rồi là anh giúp tôi giải quyết? Rõ ràng là tôi tới tìm anh, để tôi cho anh. Nhỏ tiếng thôi,
Ở đây cách anh không có đâu, có thể sẽ có người tới đây đó. Làm sao? Anh mà cũng có lúc sợ à? Trước khi vào đây tôi đã bảo hiệu trưởng đuổi hết những người xung quanh đi rồi. Thế nên chúng ta muốn chơi thế nào cũng được. Để một chút, trong xe chặt quá, tới phòng làm việc của tôi đi, thế nào? Đừng có dở trò nữa, tôi sẽ tức giận thật đấy. Không đâu. Tôi muốn ở bên trên. Không được. Tôi thấy là sợ bị đảo vệ, nhìn thấy thì có. Tổng giám đốc của tập đoàn, thế mà lại bị một nhân viên nhỏ bé như tôi đè áp chế dưới thân như vậy. Bảo vệ điều đang đi tuần ở dưới đầu, sẽ không có ai lên đây làm phiền chúng ta đâu. Vậy thì tôi không khách khí nữa đâu đấy. Tôi cao hơn cậu, càng hơn cậu, người ở trên đương nhiên phải là tôi. Khoe khoang thì ai mà chẳng làm được. Cái này còn phải so sánh cho thật kỹ càng. Được, thật muốn ăn sạch em ấy. Nhưng mình bắt buộc phải khiến em ấy biến trở lại, nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đây là thuốc mà bác sĩ bên đó đã chế tạo ra. Nó có thể làm giảm nhịp tần số nhịp tim của con người. Nói không chừng còn có thể khiến em dễ nhất trở về với tính cách ban đầu. Hy vọng sẽ có hiệu quả. Anh Quang, nghe lời nghỉ ngơi cho tốt đi. Đầu của tôi đau quá. Hương tiên sinh, chuyện gì thế này, chúng ta thật sự biến trở lại rồi. Không sao, là tốt rồi, vừa nãy cậu bị ngắt thôi. Nhưng bộ dạng này của chúng ta rõ ràng giống như là... Hương tiên sinh, thật ra ngài thích tôi đúng không? Tôi thích anh, tôi thật sự rất thích anh. Xin anh đừng thích chị của tôi, thích tôi có được không? Thượng tiên sinh, anh làm tôi đâu rồi? Đừng giả vờ nữa. Thuốc đó không có tác dụng nào với cậu cả. Làm gì thế, tôi đóng giả không giống sao? Không phải anh thích bộ dạng yếu yếu mềm mềm đó của cậu ta hay sao? Cuối cuộc là không giống ở chỗ nào. Lần sau tôi sẽ sửa. Vậy nhất, đừng hồ nháo nữa. Nhịp tim còn đập nhanh nữa thì cả cậu và cậu ta đều sẽ chết đấy. Chết? Anh đừng có nghĩ như thế. Ông này biết, thưa anh muốn đánh chống lãng. Nói, Thương Minh Trạch sai anh điều tra Ôn Hạo để làm gì? Nói cho tôi biết đi bà, tôi có thể giúp được anh đó. Rằng đây cơ thể Hương lão gia không khỏe, Hương gia rất có thể sẽ đối mặt với việc phân chia tài sản. Bà Ôn Hạo là trợ lý đặc biệt của anh họ, A Trạch là Thương Minh Viên. Tôi biết thời gian qua, A Trạch vẫn luôn đối đầu với anh họ của cậu ta, các anh. Chết! Nhưng nếu để tên vệ nhất đó ra, khi người chết sẽ chỉ có tôi thôi. Anh cũng thế, chị cũng thế. Sao các người đều thích tên phế vật đó? Cậu ta là một tên phế vật, mỗi lần gặp chuyện chỉ biết khóc lóc. Vậy mà tại sao tất cả mọi người đều thích cậu ta? Ra đây hết cho tao. Lúc nãy đứa nào dám bắt nạt em trai tao, chúng mày thèm ăn đập đúng không? Chúng mày dám rụng vào đó một lần nữa xem. Không ai thích tôi cả. Vậy vậy không được đánh nữa. Rõ ràng tôi cũng là vệ Lâm vệ nhất. Cậu đang đố kỵ với cậu ấy sao? Đố kỵ? Tôi đố kỵ với cậu ta? Cậu ta có gì mà đấy? Tôi đố kỵ chứ. Cậu ta có điểm gì hơn được tôi? Nếu như không đố kỵ, vậy tại sao lại bày ra biểu cảm này? Bớt lại đi,
anh lại muốn dùng chiêu này để rọi cụ ta ra đấy à? Nhưng số liệu mà anh nghiên cứu ra chỉ có hiệu quả với cậu ta thôi. Về nhất này nhạy bén hơn, thông minh hơn, cũng khó đối phó hơn. Về dứt, chỉ cần cậu để cậu ấy trở lại thì cậu muốn làm gì tôi cũng được. Lời này chính miệng anh nói đấy nhé, đừng có hối. Không muốn, trong lòng cậu có án hận thôi, chút hết ra có lẽ sẽ tốt hơn. Nói ít thôi. Ngoan ngoãn nằm dưới đi. Muốn coi hết bực mình khi tỏ chút hành ý ra đây. Hiểu chưa? Tôi sẽ đảm bảo đêm nay sẽ khiến anh cả đời khó quên. Làm phiền rồi. Tao xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào nhỉ? Lâu rồi không rạp vừa ra, đã rạp được nhiều bạn cũ thế này, đúng là vui đê. Giống như quay trở lại lúc đó vậy nhỉ? 10 năm trước, nhóc con, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta. Vâng. Đó là người đàn ông đáng sợ luôn hằn sâu trong những cơn ác mộng của mình. Là Vũ. Sao ông lại vào được đây? Bảo vệ công ty chúng mày có hơi phiền phức, nhưng mà tao cũng giải quyết xong hết rồi. Dáng dấp của cũng được đấy. Nhóc con này gắt rồi, hay là để tao khổ mãn cho mày nha. Cút ra đừng có động vào tôi. Hiềm thì một lần nữa, ở vị trí lúc nãy ấy, tôi phải lên lớp đây. Không được, tôi bảo hiệu trưởng cho anh nghỉ. Một ngày không, một tuần tới, anh chỉ được phép ở cạnh tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ấy. Không cần đâu, việc riêng của chúng ta gấp hơn. Anh xóa hết tư liệu về Ôn Hạo ở máy tôi rồi sao? Anh làm cái gì vậy? Tư liệu đó tôi vất vả lắm mới tìm được cho anh. Còn bị hiệu trưởng dụ ép tài trợ một khoản cho trường học nữa. Mất hết rồi. Trong điện thoại của cậu chỉ cần có ảnh của tôi thôi là đủ rồi mà. Thứ gì đó có thể chuyển động được. Diệp thiếu gia, đây là quyền của thương gia. Không phải cái tên này lại chuyển sự chú ý lên người mình rồi. Lại là chuyện của thương gia, lần nào cũng là thương gia. Anh chính là con chó của nhà họ đấy. Vì thương gia mà dâng hiến cả bạn của mình. Anh có từng nghĩ qua tôi sẽ... Mà đang nói gì thế? Cậu sẽ lo lắng cho tôi, đúng chứ? Đùa gì thế? Ai sẽ lo lắng cho anh chứ? Anh chỉ chẳng qua là công cụ ngủ chung với tôi thôi. Mắt rồi thì coi như là mắt thôi. Bớt ở đây lên mặt của tôi, tưởng coi sẽ thích anh sao hả? Cút ra, tôi không có nhỏ thướng làm. Chuyện của thương gia có hơi khó xử lý. Tôi chỉ là không muốn kéo cậu vào thôi. Chỉ là bạn vừa thôi mà. Không ngờ lại, không đặt mình ở vị trí thứ nhất. Quản chỉ biết tuân thủ quy tắc quản lý đặc biệt gì đó. Lo lắng, mình sẽ lo lắng cho anh ta sao? Nhất định là do não tiết ra quá nhiều adrenaline, rầy rối, loạn thần trí thôi, nhất định là thế. Chỉ cần bật kệ anh ta, qua một khoảng thời gian nhất định sẽ hình thường lại, nhất định có thể. Đúng không sai chính là như thế đó, còn đi tìm anh ta. Thì mình là con chó. Quán cà phê ngải lộ miêu. Hai người này cuối cùng bị làm sao thế? Có phải bị lạc không hả? Mới nãy là do xin lỗi của chị. Lỗi của chị làm em bị thương nha. Chị xin lỗi với em. Em sẽ không giận chị chứ? Sao có thể ạ? Em chỉ là bị thương có chút xíu xíu thôi.
Không cần xin lỗi đâu, chị nhã lên ấy chết. Em kêu chị là chị sẽ không để ý chứ ạ? À? Tất nhiên là không rồi. Nhưng những chị ra đời sớm hơn em, mà còn quen thị y sớm hơn em nữa đấy. Thế sao? Ôi chị Đắc ơi, em thì không giống với chị nhã lên rồi. Nửa đêm nửa hôm thế mà ăn gì bánh kem quậy, chị béo lắm ấy ạ. Em đó thì sợ tuổi già rồi, sẽ chức năng trao đổi chắc sẽ tệ đó. Không, có chút thịt thì mới khỏe được. Bây giờ không thể hành loại ốm teo đâu. Hơn là con gái khi nên hưởng thụ cuộc sống mới đúng nhỉ. Em gái mì lạ còn trẻ thế, ăn có chút chắc cũng sẽ không béo lên đâu ha. Đó là tất nhiên rồi ạ. À, cùng ăn đi ha chị Nhã Linh. Đáng sợ quá, về vậy sao có, sao còn chưa tới mà tới cứu tôi đi. Cút ra, đừng đụng vào tôi. Tao đã bị nhốt một mình ở đây rằng mười mấy năm nay, vừa mới ra ngoài bộ không thể phát tiết chút thì sao có được chứ. Chính là ánh mắt đó thật khiến người ta hưng phấn quá đi. Nhưng tao có chủ ý tốt hơn này, để mày chính mắt nhìn tao quấy hận này làm sao hả. Dừng tay lại, không được phép đụng vào cậu ấy. Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi. Ồ, đúng là cảm động lòng người mà. Đường Lương là tổng tài, vậy mà quỳ một nhân quyền nhỏ nhoi mà bằng lòng khi xin tới bước đường này. Vậy để tao xem thử hành ý của mày nhé, thế nào. Phiền chết đi được. Alo, làm gì nhất Quế Hương Minh Trạch đều ở trong tay tôi. Các anh chỉ có thể lấy một người, còn nếu muốn mua tặng một người, muốn mua một tặng một khi đó lại là cái giá khác. Mẹ đó, dám dùng này đánh tao, kỳ này trả lại anh này, đồ khốn. Yếu thế quá không đánh chết tao được. Nhóc con, tao từng nói rồi, chúng ta đều cùng một loại người cả thôi. Cảnh giác đánh người có phải rất nghiện không hả?